Sáng 22 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2022 và triển khai năm an toàn giao thông 2023. Buổi hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị cùng đánh giá tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông thời gian tới. Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình tai nạn giao thông trong năm 2022 tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2021. Ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại ở các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái. Ngoài ra các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh phát sinh thêm 6 điểm đen ùn tắc giao thông mới. Trước diễn biến phức tạp này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp, tăng ứng dụng công nghệ phạt nguội. Dù vậy, việc xử lý phạt nguội còn thủ công, chưa có quy trình xử phạt tự động hoàn toàn nên chưa phát huy hiệu quả phòng ngừa tai nạn giao thông, ông Lợi nói. Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, trưởng phòng PC08, nhận định số lượng xe cá nhân tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông và vận tải hành khách công cộng chưa thể đáp ứng. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông của người dân cũng chưa cao nên dẫn tới ùn tắc, tai nạn giao thông. Do đó, năm 2023, phòng PC08 yêu cầu toàn bộ lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. PC08 chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, người dân đã uống rượu, bia thì không điều khiển xe. Đặc biệt, cảnh sát giao thông xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ đối với mọi trường hợp vi phạm giao thông. Bất cứ cán bộ nào vi phạm có dấu hiệu cản trở xử phạt thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị mà cán bộ này đang công tác, ông Dương khẳng định.